cách lồng tiếng cho video. Cách 1, các bạn sẽ vào app CapCut, chọn Neural Check, chọn một cái video mà các bạn muốn lồng tiếng, bấm Add. Sau đó thì các bạn bấm vào biểu tượng loa để tắt âm thanh gốc đi. Sau đó thì các bạn bấm Audio. Ở cái phần này, nếu mà các bạn muốn thêm âm thanh ở ngoài thì các bạn sẽ bấm vô Extracted để các bạn thêm âm thanh mà các bạn tải từ video ở trên TikTok về điện thoại, hoặc là các bạn có thể là quay cái màn hình giọng của chị Google. Còn nếu mà các bạn muốn lồng tiếng giọng của chính mình thì các bạn bấm vào cái biểu tượng hình cái mic Voice Over. Sau đó thì các bạn lồng cái tiếng của mình vô. Và cuối cùng thì bấm dấu tích để lưu. Cách thứ hai thì các bạn sẽ đăng nhập vào giao diện TikTok và các bạn vào thẳng trang cá nhân của mình luôn. Sau đó thì các bạn bấm vào dấu cộng, chọn tải lên, chọn một cái video bất kỳ mà các bạn muốn lồng tiếng. Sau đó thì bấm tiếp, tiếp tục bấm tiếp. Ở cái phần này thì các bạn có thể bấm vào cái dấu mũi tên ở phía dưới chữ lồng tiếng, chọn âm lượng để tắt cái âm thanh gốc đi. Sau đó thì các bạn bấm dấu tích để lưu và bấm vào chữ lồng tiếng biểu tượng hình cái mic á. Và khi mà các bạn muốn lồng tiếng thì các bạn chỉ cần nhấn giữ vô đây và chúng ta sẽ nói cái giọng bình thường thôi. Sau đó thì mình sẽ bấm lưu để lưu lại. Và cuối cùng thì các bạn bấm tiếp và chúng ta sẽ đăng video bình thường thôi. Chúc tất cả các bạn thành công nha. Đừng quên thả tim cũng như là follow cho tài khoản TikTok của Hoa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.